Thưa quý vị và các bạn, tìm kiếm chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đã được cấp ủy chính quyền các địa phương trong tỉnh tích cực thực hiện từ rất nhiều năm qua và cũng đã có không ít những giống cây trồng được trồng khảo nghiệm. Trong suốt quá trình ấy, cây cam đã âm thầm vượt qua nhiều thử thách của thị trường, của sâu bệnh và của cả thái độ ứng xử chưa tương xứng dành cho một loại cây trồng từ lâu năm ở vùng phía nam của tỉnh. Đến nay, cây cam vẫn khẳng định là một trong những cây trồng kinh tế mũi nhọn mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đang đẩy mạnh triển khai chương trình phục hồi và phát triển cây cam nhằm bảo tồn và giữ vững thương hiệu cam sành Hà Giang. Toàn tỉnh Hà Giang hiện có trên 3.600 ha cam, trong đó diện tích cho sản phẩm đạt gần 1.500 ha. Sản lượng cam niên vụ 2014 ước đạt gần 12.000 tấn quả, giá trị sản lượng đạt khoảng 200 tỷ đồng. Từ những giá trị kinh tế của cây cam sành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã xác định là cây kinh tế mũi nhọn, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân. Nhìn lại một thời kỳ, khi mà những vườn cam chín đỏ của Hà Giang trải rộng trên khắp các triền đồi được trồng tập trung tại ba huyện Vị Xuyên, Bắc Quang và Quang Bình. Theo thống kê, năm 2005, tổng diện tích cam quýt toàn tỉnh là trên 4.600 ha, trước đó có thời kỳ lên tới trên 8.000 ha. Nhưng đến năm 2011, giảm xuống chỉ còn gần 1.800 ha, trong đó số cho thu hoạch chỉ còn khoảng trên 1.400 ha, và ước tính giá trị sản phẩm cam quýt đạt gần 50 tỷ đồng, chiếm trên 41% tổng giá trị sản phẩm cây ăn quả toàn tỉnh. Sự hưng thịnh một thời của cây cam đã bị chững lại bởi tác động của thị trường, sâu bệnh, sự đầu tư, thu ngọn, bỏ gốc từ một bộ phận người sản xuất. Hệ quả là cam sành Hà Giang đưa ra thị trường chưa tương xứng với vị thế và giá trị của nó. Nhận thức rõ về giá trị và vai trò của cây cam sành trong công cuộc xóa đói giảm nghèo cho nông dân, mấy năm qua, tỉnh Hà Giang đã xây dựng đề án phục hồi và phát triển vùng sản xuất cam quýt hàng hóa. Theo đó, tỉnh chỉ đạo thành lập tổ giúp việc thực hiện chương trình phục hồi và phát triển cây cam sành giai đoạn 2013-2015. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 785 về việc phê duyệt dự án xây dựng vườn cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Mục tiêu của dự án, ngoài việc mở rộng, khôi phục các diện tích, còn hướng tới nâng cao nhận thức của người trồng cam trong việc sản xuất sản phẩm có chất lượng vì sức khỏe của người sản xuất và tiêu dùng, bảo vệ sản xuất và bảo vệ môi trường sinh thái bền vững. Trên cơ sở đó, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các huyện xây dựng vườn cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp trên các diện tích đang cho thu hoạch và thực hiện mô hình trồng mới tập trung. Đến nay, cây cam không chỉ khẳng định là cây thoát nghèo mà còn là cây làm giàu cho nhiều hộ gia đình. Ôi, nếu mà so với trồng ngô lúa, cây cam này nó năng suất của nó cao gấp hàng 10 lần, như cây cam này cao lắm, mỗi một cây là sản lượng của nó 3 đến 4 tạ một cây cơ mà giá thành của nó lấy 11 12 cơ mà. Cao lắm. Kinh tế cây cam này góp hộ cho gia đình nhà nó giàu có, sung túc, nó đầy đủ. Theo cái chương trình Việt Gáp thì tôi thấy thứ nhất là mẫu mã quả nó được đẹp hơn trước. Thứ hai là cái chất lượng cam này nó chắc chắn là nó phải hơn trước rồi, bởi vì làm theo cái quy trình khoa học mà. Thì tôi thấy là cam mà ăn, tôi cảm thấy ăn năm nay so với mọi năm tôi ăn cảm thấy ngon hơn nhiều. Và trong quá trình đấy thì chúng tôi là cũng tham gia vào bà con, là toàn bộ bà con là ở đây hầu như vào làm việc gáp hết. Vị Xuyên là một trong ba huyện có diện tích cam lớn trong tỉnh, và có thời gian Vị Xuyên phát triển mạnh diện tích cam đến trên 1.000 ha, sản lượng hơn 7.000 tấn. Nhưng từ sau năm 2000 đến nay, diện tích cam quýt trên địa bàn huyện giảm mạnh. Năm 2011 chỉ còn 62,7 ha. Để khôi phục sản xuất cam hàng hóa, thương hiệu cam Vị Xuyên, huyện đã xây dựng phương án phát triển trồng mới cam sành địa phương nhằm thực hiện định hướng phát triển kinh tế với quyết tâm phục hồi và phát triển vùng sản xuất cam theo hướng đầu tư đồng bộ từ công tác quy hoạch, sản xuất giống,
thâm canh tăng năng suất. Huyện đưa vào giống cam sành sạch bệnh, Quyết Giấy sạch bệnh, có năng suất, chất lượng cao do Trung tâm Giống Cây Trồng Đạo Đức cung ứng vào trồng. Trong năm 2013, quy hoạch trồng mới 40 hectare cam tại xã Việt Lâm, xã Trung Thành và thị trấn Việt Lâm đạt tổng diện tích 30 hectare. Hiện nay, nhiều vườn cam sinh trưởng tốt, nhiều nơi cam đã cho thu hoạch với năng suất cao. Bởi vì là tôi nhìn thấy là cái sự chăm sóc của gia đình tôi thấy cái cam này là vừa có mấy tháng tuổi thôi, nhưng mà bây giờ đã lên đến khoảng độ 1 mét rồi, tôi khả năng là cái cam này có chất lượng hơn. Quang Bình cũng là huyện có diện tích trồng cây cam sành lớn của tỉnh. Để cây cam sành thật sự trở thành cây kinh tế mũi nhọn, mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân, huyện Quang Bình đã và đang triển khai chương trình phục hồi và phát triển cây cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện nay, huyện Quang Bình có trên 1.000 hectare cam, trong đó có 36 hectare được trồng theo tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Gáp. Mô hình sản xuất này bước đầu đã có hiệu quả. Đơn cử như tổ cam Việt Gáp Hương Sơn chỉ mới được thành lập từ tháng 2 năm 2014 với diện tích 12 hectare, trồng 6.000 gốc cam của 12 hộ. Trước đây, người trồng cam ở Hương Sơn thường trồng xen lẫn với chè, lại không được chăm sóc tốt nên sản lượng cam cho thu hoạch rất thấp, sản lượng ước tính chỉ khoảng 50 tấn cam trên 12 hectare. Năm nay, khi tham gia gáp, sản lượng cam ước tính đạt khoảng 150 tấn, tăng gấp 3 lần so với năm ngoái. Với giá bán từ 10.000 đồng đến 12.000 đồng một kg thì nhiều hộ sẽ có thu nhập hàng tỷ đồng. Cây cam đã thực sự mang lại cuộc sống ấm no, mở ra hướng thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng bằng chính sức lao động của mình. Từ khi vào tổ chúng tôi có hướng dẫn bà con cách tỉa tót, cách chăm sóc, rồi thì các quy trình liên quan đến phát triển cây cam. Và nó đến thời điểm này, từ lúc vào cái việc cáp bây giờ ấy, thì cái tâm trạng của bà con có sự phấn khởi hơn. Đấy, cây cam có phát triển tốt hơn và hiệu quả kinh tế chắc chắn sẽ cao hơn. Tất cả tổ Việt Gáp chúng tôi năm nay làm thì rất phấn khởi và đẹp, được tận tình và giúp đỡ. Lúc thì được còn có được bên vùng ba này còn được hỗ trợ tiền phân nữa. Đấy, chúng tôi là bà con tôi rất vui mừng. Bây giờ toàn bộ dân chúng tôi đấy, là ai cũng trồng cam và thưởng thức theo cái hội Việt Gáp này, gọi là tính tất động Việt Gáp này. Đấy, sang năm thì khả năng còn đăng ký vào theo mấy hộ nữa. Bắc Quang là huyện có diện tích cam sành lớn nhất của tỉnh Hà Giang. Toàn huyện có khoảng 2.190 ha cam, tập trung ở các xã Vĩnh Hảo, Tiên Kiều, Việt Hồng, Hùng An, Vĩnh Tuy. Trong đó, khoảng hơn 1.000 ha đang cho thu hoạch. Sản lượng vụ này ước đạt gần 11.000 tấn, giá trị thu nhập khoảng 120 tỷ đồng. Là xã trồng cam trọng điểm của huyện, Vĩnh Hảo có 487 ha cam, hiện đang có gần 300 ha đã cho thu hoạch. Ước tính năm nay, toàn xã sẽ thu hoạch được 5,3 nghìn tấn, tăng 700 tấn so với niên vụ năm ngoái. Với giá của vụ cam này, bình quân 1 kg là 10.000 đồng, thì xã sẽ có khoảng 30 hộ gia đình thu nhập từ 900 triệu đồng đến 3 tỷ đồng. Còn lại, đa số những hộ có diện tích cam trong xã cũng thu được khoảng từ 500 đến 800 triệu đồng. Đối với người dân xã Vĩnh Hảo, giờ đây cây cam sành đã thực sự trở thành cây trồng chủ lực, cây trồng thoát nghèo và làm giàu bền vững. Cây cam chúng tôi đã xác định là một cây mũi nhọn về phát triển kinh tế trên địa bàn. Một ha cam thì nó đem lại là gần 20 tấn. Gần 20 tấn là cái giá trị của nó đã gần 200 triệu đồng. Vì thế là chúng tôi đang có những cái quyết để đưa ra những cái vùng để là sản xuất cam cho nó đúng quy trình. Định rằng đối với cái cam trên địa bàn xã Vĩnh Hảo thì là đem lại cái thu nhập cho bà con nhân dân, không những là những cái cây xóa đói giảm nghèo mà chúng tôi dám khẳng định là cái cây này là đem lại hiệu quả cho bà con dân từ hộ trung bình lên hộ khá và từ hộ khá lên hộ giàu. Tiếp chúng tôi bên đồi cam vàng rực của gia đình, anh Lã Văn Bắc ở thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo phấn khởi cho biết, năm nay nhuận, thời tiết thuận lợi nên cam sành có mã đẹp, chất lượng tốt. Hầu hết các vườn cam đã được thương lái về thu mua tận nơi, cam bán tại vườn 1 kg có giá từ 9.000 đồng đến 12.000 đồng. Gia đình anh có khoảng 8 hectare cam, sản lượng ước đạt khoảng trên 200 tấn. Trồng cam sành đã gần 20 năm nay, gia đình anh Bắc và nhiều nhà khác trong thôn đã trở thành những triệu phú từ cam. Đối với gia đình tôi thì thực tế
Hiện tại thì tôi cũng có 8 ha cam và năm nay dự tính là cho thu hoạch khoảng 200 đến 220 tấn. Về vấn đề thu nhập thì đối với cái cam thì vẫn cho thu hoạch cái mức thu gọi là rất là ổn định, cao. Như nhà tôi đấy thì tính gọi là trừ chi phí đi thì mức độ mình tính gọi là lời ra ấy, thì cũng chắc là cũng được khoảng hơn tỷ. Đấy. Theo chủ trương phục hồi và phát triển cây cam sành của tỉnh, ba huyện Vị Xuyên, Bắc Quang và Quang Bình đang tập trung đẩy mạnh thực hiện các chính sách ưu đãi, khuyến khích các hộ trồng cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp như hỗ trợ về giống đối với diện tích trồng mới, đầu tư cơ sở vật chất ban đầu, hỗ trợ về tín dụng để các hộ có vốn đầu tư thâm canh. Thực hiện các chính sách về đất đai, xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa tập trung có sự liên kết giữa bốn nhà, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nông, nhà doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng cam sành theo chuỗi sản phẩm, từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm với mục tiêu nâng cao giá trị kinh tế vườn cam. Đồng thời quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể, gắn tem, nhãn, mác, logo cam sành Hà Giang để cây cam là cây kinh tế mũi nhọn, hình thành vùng chuyên canh ngày càng rõ nét, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Tới đây thì đầu tiên là chúng tôi sẽ tổ chức cái việc là quy hoạch các cái vùng trồng cam, thì chúng tôi sẽ tiếp tục là triển khai cho vay vốn theo ngân hàng nông nghiệp, sẽ triển khai tiếp tục cái chương trình là cho vay phân bón theo hình thức là đầu tư có thu hồi. Và hiện nay thì trong cái sản xuất thì huyện cũng đã được tỉnh quan tâm là xây dựng một cái cơ sở sản xuất cam giống tại xã Yên Hà. Thì hiện nay các cái bước xây dựng đang được triển khai và tới đây thì trên cái quy mô diện tích đó thì chúng tôi sẽ tổ chức là sản xuất giống tại chỗ. Và theo cái năm chính sách chung của tỉnh là năm nay tiếp tục là hỗ trợ cái 100% cái giống cho nhân dân để nhân dân là tổ chức trồng theo đúng cái vùng quy hoạch và cái đúng vùng Việt Gáp. Cũng mong muốn tới đây là cũng sẽ tiếp tục được làm cái chỉ dẫn địa lý nữa, thì nó sẽ nâng cao hơn được nữa cái sản phẩm cam cho bà con nhân dân. Với chủ trương đúng đắn của tỉnh, của các huyện và ngành nông nghiệp, cây cam sành Hà Giang sẽ còn phát triển hơn nữa. Để trong tương lai gần, trái cam Hà Giang sẽ có mặt trên mọi miền đất nước và cây cam sẽ giúp nhiều hộ nông dân của Hà Giang vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.